Hello các bạn, mình là Sugita đây. Và cho mình quảng cáo một xíu nha các bạn. Hiện tại thì bên mình có nhận hỗ trợ mua các gói trong game Dragon City từ nhỏ đến lớn nhé các bạn. Bạn nào thì cần thì cứ liên hệ mình. Cái này là link Facebook cũng như Zalo thì mình có để trong hình ảnh đấy. Đấy, bạn nào có cần thì liên hệ mình nha. Hoặc là nhấn vào video á, phần mô tả của mình cũng có để link nha các bạn. Đấy, các bạn có thể xem các bảng giá này. Ở đây mình sẽ có những cái dịch vụ như là gói 49.200 game ở trong game đấy các bạn, thì là 100k Viettel hoặc là 60k ATM. Ngoài ra còn các gói Divine Pass. Các gói Divine Pass bạn nào muốn mua thì cứ liên hệ mình nha. Rồi cũng như là gói game, gói Flash Chamber, Mover, Con đều đồng giá là 750k nha các bạn. Thì bên cạnh đó mình còn trung gian mua bán nick trung gian nè, và hoặc là mua bán nick Dragon City và cày thuê game test. Bạn nào cần thì cứ liên hệ mình nha. Bao uy tín nha các bạn. Có rất là nhiều bạn mua rồi nhưng mà cái video quảng cáo lần trước tới 3 phút nên mình Hello, chào mựng các bạn đến với tựa game Dragon City. Mình là Sunita đây. Và hôm nay thì Divine Pass mùa 2 đã xuất hiện rồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ mua Divine Pass ha. Rồi, nhà mình còn thấy một tấm ảnh nữa mà tấm ảnh Divine Pass nó xịn xịn hơn nữa. Để mình kiếm cho mình giải thích cái tấm ảnh đấy một xíu luôn nha. Này này, cái vụ Divine Bonds Offer nữa nè các bạn. Các bạn mua mua cái này thì các bạn sẽ được 490 điểm. Để các bạn có thể tăng tốc cái việc làm nhiệm vụ. Mà thường thì nhiệm vụ trong đấy thì các bạn khỏi lo nha. Cái này là hiện tại thì Divine Pass mùa đầu trong 7 ngày đầu thì sẽ được giảm giá 20%. Tức là thay vì chúng ta tốn bao nhiêu tiền nhỉ? Chúng ta tốn 248 ngàn thì sẽ tốn 198 ngàn thôi. Và hết offer thì chúng ta phải tốn hết 250 nha các bạn. Rồi, và như các bạn thấy là cái này là một cái gọi là session luôn các bạn ạ. Một cái session luôn này. Tức là một cái mùa luôn, mùa Divine Pass luôn. Là vì hiện tại con này là mùa 2, season 2. Đấy các bạn, mùa 2 này. Thì tương truyền rằng là cứ đủ 4 mùa thì chúng ta sẽ nhận được một con rồng gọi là Mythical của Divine Pass. Những con Divine Pass này hoàn toàn là cách chín thôi các bạn ạ. Và đến đến cái lúc mà được đủ 4 con thì chúng ta sẽ tập hợp được cái con thứ thứ năm. Là giống như trong những bộ sưu tập các bạn, là chúng ta sẽ nhận được một con là Divine Pass cách 10. Đấy, và lúc đó con đấy mới gọi là đáng đầu tư, đáng 5 sao các bạn ạ. Trong Divine Pass này thì có rất là nhiều phần quà từ Mythical cho đến là Orb cho đến game. Nói chung là cái này phần quà rất là ngon các bạn. Đây là trứng VIP này, VIP Ajax này. Ok, cái này thì các bạn đều biết hết rồi chứ nhỉ. Divine Pass này thì bạn bạn nào cũng có mà. Rồi và hiện tại thì Divine Pass này nó có một cái lỗi các bạn ạ. Đang có một cái lỗi là gì ta? Có một cái lỗi là có một số bạn thì chưa làm nhiệm vụ để full điểm rồi mà đã full điểm thì nhận được hết quà luôn này nha. Full điểm rồi, full điểm luôn bạn, nhận tùm lum hết luôn, đánh ảnh rồi hỏi mình đồ các kiểu. Thì mình cũng xem thông tin ở trên trang Dragon City thì họ nói rằng đây là một cái lỗi của chính họ gây nên và họ đang khắc phục. Và mình nhận được một cái thông báo của Dragon City nữa là họ sẽ khắc phục bằng cách là họ sẽ khắc phục bằng cách là hiện tại những ai mà full điểm rồi á thì họ không reset lại một lần nữa để người ta nó đã là nhiệm vụ, mà họ sẽ giữ nguyên, sẽ giữ nguyên nha các bạn. Còn những ai mà hiện tại chưa có điểm thì cứ làm nhiệm vụ bình thường. Tức là đây là để đảm bảo công bằng cho mọi người chơi, chứ nếu mà hiện tại mà những người nào mà full điểm mà nhận hết rồi á mà reset lại về một lần nữa thì họ sẽ nhận được thêm một lần nữa, nên là nhà phát hành giữ nguyên luôn các bạn ạ. Lỡ rồi nhưng ai hời thì cứ giữ hời luôn. Còn ai mà chưa hợi thì từ từ cũng được, từ từ cũng đạt được các bạn. Người ta đó là không làm mà bằng có ăn, còn mình thì làm từ từ rồi cũng có ăn các bạn. Nói chung là cũng như nhau thôi, người ta hơn mình xíu thôi, bị lỗi hơn mình xíu thôi các bạn, khỏi phải cày nhiệm vụ. Mà thực chất thì những cái nhiệm vụ bên Go này thì những nhiệm vụ này cũng rất là đơn giản, rất là dễ luôn các bạn. Mà trong khi chúng ta còn tới 26 ngày, tức là nhiệm vụ dư sức các bạn ơi, nên khỏi phải lo. Những ai không khỏi cần phải ganh tị với những người mà hiện tại có trước mình, đó chỉ là một lỗi game nho nhỏ thôi. Và nhà phát hành không đền bù gì hết, giữ nguyên nha các bạn. Mỗi lần lỗi game là mình lại mong đền bù mà không có đền bù gì hết các bạn ạ.
Rồi ok các bạn ơi, ở đó là về tình hình Divine Pass và mình sắp lấy được con rồng Divine Pass rồi nè, tí sẽ lấy và review cho bạn xem. Thì hiện tại thì đã ra nhiệm vụ của Runner rồi các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ Runner nha. Nhờ nhiệm vụ Runner thì nó liên quan rất nhiều đến cái việc là chúng ta phải trả rồng cho ăn và thu thập vàng. Nên là vàng hiện tại mình chưa thu các bạn ạ, để xem thử có trận quét nào đánh được không. Một quest đây các bạn, Dream Quest. Rồi, combat nào. Âm thanh đâu? Đây, hiện tại thì con này của mình đã lên 70 A cộng rồi nha các bạn. Heris này, băng tinh. Các bạn đặt tên là Hoàng tử băng. Hoàng tử băng đồ thì mình cũng đặt, nhưng mà nó lại không đủ 16 cái tự các bạn à. Nên thành ra rất là tiếc cho con này khi đặt tên. Mà vẫn là cái quy luật đó. Con này thì là luyện ra A cộng rồi, đó là thành ra là mình sẽ không đem đi đánh nha. Chút nữa mình sẽ đem nó đi đánh trong đấu trường ấy. Đấu trường thì nó đi đánh được, chứ còn này thì để cho chú này luyện rank đi. Rồi, chú này lên rank B rồi các bạn ạ. Ok. Rồi, nhận quà nào. Này, các bạn cứ làm nhiệm vụ bình thường như này nha. 40, 60. Đấy, cứ thu vàng. Rồi đi cho rồng ăn à, cho rồng ăn. Rồi đánh quét thì lúc này quét không còn nữa. Đó là các bạn nào mà muốn làm nhanh, làm nhiều được nhiều điểm thì các bạn cứ skip quét. Skip như thế này sẽ tốn 3 game. Tức là bạn skip một lần 3 game, bạn làm thêm hai nhiệm vụ là thu vàng cho ăn thì được cộng được 8 mu. Thì chúng ta có một cái công thức đơn giản là cứ 3 game được 8 mu vừa. À, công thức đơn giản là 3 game 8 mover thì cứ 3.000 game là 300 game là 3 game 8 mover, 30 game 80 mover, 300 game thì 8 800 mover các bạn ạ. Rồi cứ như thế các bạn cứ xẻ game ra, các bạn lấy điểm, xẻ game ra lấy điểm, xẻ game ra lấy điểm. Rồi, còn nhiệm vụ 2 và nhiệm vụ 3. Chúng ta sẽ làm được nhiệm vụ 2 và nhiệm vụ 3 nhé các bạn. Đối với nhiệm vụ 2 thì bạn phải đánh Language Buster. Language Buster đánh khá dễ các bạn và phần Buster và phần Language. Rồi, chọn team mạnh mạnh xíu. Rồi team mạnh mạnh xíu đi combat thôi. Nó rất là đơn giản. Rồi các bạn phải canh theo cái lượt nó yêu cầu, cứ đánh bao nhiêu trận thì mình đánh bấy nhiêu trận. Cứ tầm 6 tiếng thì các bạn sẽ đánh được Language một lần. Rồi cũng đang cho con này là cái gì ta? Brave the Full Mumbai đang cho nó luyện lên A cộng các bạn. Rồi một trận language đây, mình đang làm nhiệm vụ 2 cho bạn xem nha. Rồi một trận arena, arena một trận battle arena à, và anh đây. Rồi ở đây mình sẽ cho bạn thấy banh tinh nó mạnh như thế nào, búp trù cho em nói luôn này các bạn nhìn máu của nó này, đồ khủng nữa. Ở đây rank này thì nó sẽ được cộng 30% máu và đam nha các bạn. Và hiện tại thì mình vừa bóp trụ nữa thì nó sẽ được cộng 50% máu và đam. 400.000 máu à, không nhìn nhầm đâu, 400.000 máu. Nên em click cái này, em click là 200 thôi. Đấy, đam bua được cộng 30, đam primal được cộng 30% này, 120k à. Cũng ngang ngang mấy con mythical cách 10 các bạn ạ. Nhưng mà vấn đề về máu của nó phải hỏi là hơi bị nhiều rồi các bạn. Và con này chưa phải là nhiều nhất đâu. Nếu mà các bạn có được con hai Tetris 5 sao ấy mà ở rank đắt ấy là con đó là phải gọi là đồ máu khủng nhất. Đồ máu khủng nhất trong game hiện tại là thuộc về con hai hai Tetris khi ở rank 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 đắt, nếu mà chúng ta chụp được anh đấy. Rồi. Mình cũng đang mê trong này coi thử có bán con hai Tetris không các bạn. Hôm bữa ông chị mua mà nay nghĩ lại rồi đầu tư thêm em đấy nữa, dù sao cũng được là double hệ đất, nên là khi nào có thì mình sẽ mua nha các bạn, khi nào có thì mình sẽ đầu tư em đấy nữa, sau này đầu tư em đấy 5 sao, đợi sự kiện Empower ở tháng sau. Tháng sau là sẽ có thôi các bạn ơi, thì tháng sau nó sẽ ra Empower, chúng ta lại nâng sao cho em nó. Rồi rồi vừa
Rồi xong một vòng lập các bạn ạ. Bây giờ chúng ta đến vòng thứ hai là lại đánh language tiếp, rồi arena tiếp, rồi là thu trái cây. Thì cứ như thế thì các bạn cứ tầm 6 giờ bạn sẽ làm được một lần. Tại vì cái language này các bạn phải đợi thời gian. Language này các bạn đánh xong thì các bạn phải đợi 6 tiếng. Nên là nếu các bạn nào chăm thì cũng là sẽ lấy được một số điểm nhiệm vụ ở từ cái nhiệm vụ 2, một số mover từ nhiệm vụ 2 nha các bạn. Và trong trong Bubsy Le thì nhầm trong Mezicon thì các bạn đã đi con rồng Bubsy Le chưa nhỉ? Nên đi con đó nha các bạn, vì con đó nó chứa rất là nhiều mover. Và bây giờ mình sẽ vào mình đi luôn. Tối nay thì có khi lên livestream chơi Runner các bạn. Rồi, hai trận tiếp, hai trận arena này các bạn. Rồi và chụp ảnh máu của con này lên đi khoe chứ nè. Sao anh này tụi nó cứ đánh trước thế nhỉ? Lấy 400.000 máu đi đề mới thành gì? Chưa tới 40.000 máu mà hả? Rồi, trận này xem, trận này cái Heroic đồ đây. Rồi, cuối cùng mình được đánh trước rồi. Chụp bức ảnh các bạn. Tí đi đăng tí đi đi gáy lên các hội nhóm. Tí đăng lên nhóm mình các bạn. Xem thử anh em nào thấy con Heroic nào máu khủng như này chưa. Rồi đủ hai trận à, ra nhận nhiệm vụ tiếp tục thu phút 8.000 rồi nhận rồi. Và 6 tiếng sau chúng ta lại đánh language về, chúng ta sẽ tiếp tục cái vòng lặp của cái nhiệm vụ 2. Còn đối với nhiệm vụ 3 thì các bạn chỉ cần lai rồng ấp trứng là xong thôi. Nhiệm vụ 3 khá đơn giản nhưng mà tốn thời gian rất là nhiều, tại vì lai rồng nó rất là mệt. Electric tạc này nó mùng electric rồi sao lai. Tạc này chưa chuẩn bị rồng để lai các bạn. Hoặc chính của mình thì có rồi, chính mình rồng đầy hết để lai rồi. Việc chính mình có làm nhiệm vụ này rồi các bạn. Hoặc này đi hồi giờ chủ yếu là tập trung vào nhiệm vụ 1 thôi. Đây. Rồi đi thu trái cây xíu nha. À, các bạn thấy hôm nay là 251 triệu nha. Bây giờ mình sẽ thu lên 256 triệu rồi. Thấy cái hạt này đầu tư quá đã luôn các bạn ơi. Một lần thu nghĩa là 5 phút. Và qua sự kiện của cái đợt bóp xích lê lần này nữa thì sẽ khả năng cao là mình sẽ cho một vài con này làm nhiệm vụ trái cây ấy, sẽ ăn lên level 35. Ăn level 35 thì nó tên thêm có xíu phút nữa thôi các bạn ạ. Nhưng mà cũng là tăng. Rồi 2556m hết trái cây rồi. Rồi bây giờ đi vào này đi lấy mover thôi. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đi đường của con rồng Vodo Witcher. Trong này thì nó sẽ có một cái cầu vòng cái gì. Trong này không biết có cái vật phẩm Dream Catcher cũng hoàng nhở. Dream Catcher, cái đó là cái vật phẩm đặc biệt ấy, bốn bốn vật phẩm đặc biệt ấy. Thì đăng nhập hàng ngày chúng ta có một cái rồi, trong Bubsy Le có một cái nữa, còn trong Magicon này thì mình chưa thấy các bạn. Hôm bữa Magicon này nó cũng lỗi luôn, nó còn cái vật phẩm mấy phát hiện nói dối gì Lie Detector của sự kiện Magi lần trước à, mà cái đó để nó được sửa rồi các bạn ạ. Còn Dream Catcher thì không biết có được thêm vào trong này hay không. Cái chỗ vật phẩm mấy phát hiện nói dối á, là cái đó là đáng lẽ phải là Dream Catcher các bạn ạ, nhưng mà game nó lỗi xíu à, game lỗi là tính ra mấy bạn kia lời nhờ, mấy bạn mà chưa chưa làm mà đã có ăn rồi, chưa làm mà đã thu thập hết nhiệm vụ, hết quà, đã lấy hết quà của Divine Boss rồi.
cả mấy nít luôn các bạn ạ. À, đáng tiếc mình hai nít mà không dính nít nào vào, hai nít đều đều là không điểm hết, không có đạt được đến cái ngưỡng đấy, thành ra là hai nít mình không có lấy được. Giờ với cái thông báo của nhà phát hành như thế rồi, bạn nào mà bị như thế thì cứ lấy thoải mái nha, khỏi cần phải sợ cả. Nhà phát hành kêu là sẽ không reset, các bạn cứ lấy thoải mái đi. À, cái đó là do lỗi của họ. Rồi tính ra là cái chỗ này là ngon nhất đây các bạn. Chỗ này 40 à, chỗ này 28, chỗ này 33. Có một cái gọi là mở khá là hên. Hồi sáng mới sáng nay cả hai bạn nhắn tin cho mình khuê là mở cái đầu tiên các bạn đạt được 120 ốp của con Heroic luôn các bạn. Hai bạn luôn nha, không phải là một. Quá là dữ dội. Rồi xong cái này. Rồi Divine Pass lấy được chưa nhỉ? Ôi, chưa đủ các bạn ạ. À, xem có nhiệm vụ nào làm không. Thu tập trái cây giờ chịu rồi. Ấp trứng R, ấp trứng C. Ấp trứng C thì ấp 5 con đất ra là ok thôi. Khá đơn giản nhờ. Đánh Arena với hệ đất. Lấy 20 điểm thôi. 20 điểm vẫn chưa đủ. Đi ấp 5 con trứng, ấp 5 con Tyre là ra là được các bạn ạ. À, mua ít trứng Tyre. Rồi thôi về con Divine Bat thì để tập sau nhé các bạn, tập sau mình review nhé. Và chiều nay thì sẽ bán con Corrupted Metal đó bạn, bạn nào có điều kiện thì nên đầu tư nha. Rồi và video này là kết thúc, chào tạm biệt các bạn nha.